Hot girl lỡ nôn ra xe taxi, tài xế yêu cầu đền bù 500.000 đồng gây tranh cãi Anh trai chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn được giảm án tù Tập đoàn Phúc Sơn làm ăn ra sao trước khi chủ tịch bị bắt Tài xế riêng của cụ trưởng Cảnh sát Giao thông Suối Tre mốt nối làm cò hối lộ Hot girl lỡ nôn ra xe taxi, tài xế yêu cầu đền bù 500k gây tranh cãi. Mới đây một cô gái có đặt chuyến xe taxi để di chuyển trong đêm. Mọi chuyện cũng không có gì đáng nói khi người này lỡ nôn ói ra xe, khiến nam tài xế cảm thấy rất không vừa lòng. Không biết vì do say xe hay do say rượu, thế nhưng để chuộc lại lỗi lầm không mong muốn của mình, cô gái đã đề nghị đền bù cho anh tài xế 200.000 đồng để mong được bỏ qua. Tuy nhiên không vì sắc đẹp mà làm mờ mắt bản thân, anh tài xế taxi đã phân tích rõ ràng giá cả thị trường và khẳng định chắc nịch rằng phải đưa anh 500.000 để giải quyết hậu quả. Đoạn video sau khi đăng tải đã nhận về hai luồng ý kiến trái chiều khác nhau. Nhiều người cho rằng cách xử lý của bác tài là chính xác bởi vấn đề rửa xe dọn xe thì mỗi nơi mỗi giá. Nhưng cái khó ở đây là khách ói lên xe như vậy thì cả đêm anh không thể chạy được cuốc nào nữa. Sáng hôm sau cũng phải chờ chỗ dọn xe mở cửa thì mới đi dọn được, rất mất thời gian công sức. Trái ngược với ý kiến đó, cũng có không ít người cho rằng việc nôn ói là điều không mong muốn, tài xế nên free cho cô gái hoặc cũng có thể cầm lấy 200 ngàn và không nên đòi hỏi gì thêm. Hơn nữa trong clip cũng nhìn thấy, người lái taxi đã nhận 500 000 đồng. Nếu thế thì không nên quay video để đăng lên mạng làm xấu hình ảnh khách nữ kia. Người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ trước ngôi miếu Ngày 26 tháng 2, Công an thành phố Long An, Long An cho biết Đơn vị này đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ trước ngôi miếu trên địa bàn. Nạn nhân là ông Oanh, 49 tuổi, ngụ địa phương. Khoảng 15 giờ ngày 25 tháng 2, người dân địa phương đi ngang khu vực ngôi miếu ở phường 6, thành phố Tân An, phát hiện người đàn ông quỳ úp mặt xuống đất trước ngôi miếu. Đến kiểm tra, họ phát hiện nạn nhân đã tử vong nên báo công an. Theo người thân, ông Oanh rời nhà từ tối hôm trước. Trước khi bỏ nhà đi, người đàn ông không có biểu hiện bất thường anh trai chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn được giảm án tù. Ngày 26 tháng 2, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của một số bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Quảng Ninh, có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giảm một phần hình phạt cho bị cáo Nguyễn Anh Dũng, cựu tổng giám đốc công ty Phúc Hưng, anh ruột của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, từ 36 tháng tù xuống còn 20 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là vụ án thứ ba trong số 5 vụ án bà Nhàn hiện vẫn trốn truy nã, bị truy tố, xử lý hình sự. Theo nội dung vụ án, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2009 với tổng vốn hơn 135,6 tỷ đồng. Đến năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho bệnh viện hơn 238 tỷ đồng. Dự án gồm hai giai đoạn và chia thành 6 gói thầu mua sắm trực tiếp. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người trực tiếp chỉ đạo cấp dưới, thông đồng với các cá nhân tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình y tế thuộc Sở Y tế, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh để tổ chức việc móc nối đấu thầu để trúng cả 6 gói thầu trên. Cơ quan tối tổ tụng xác định giá trị trang thiết bị của 6 gói thầu tại thời điểm mở thầu so với giá trị đã quyết toán số tiền hơn 237 tỷ đồng, có sự chênh lệch gây thiệt hại cho nhà nước hơn 50 tỷ đồng. đánh nhau trong quán trà sữa, một người bị đâm tử vong tại chỗ. Tin từ Công an tỉnh Hậu Gia ngày 26 tháng 2 cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ hai nhóm thanh niên dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn, khiến một người bị đâm tử vong tại chỗ, 5 người bị thương. Thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Luân và Trần Trung Nhân cùng 18 tuổi có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên hẹn gặp nhau giải quyết. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 25 tháng 2, nhóm của Luân 7 người và nhóm của Nhân 17 người gặp nhau tại một quán trà sữa trên địa bàn thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp. Hai nhóm xảy ra đánh nhau có sử dụng hung khí. Hậu quả, đoàn 17 tuổi trong nhóm của Nhân bị đâm tử vong tại chỗ và 5 người bị thương. Gây án xong, cả hai nhóm trốn khỏi hiện trường. Trong đêm 25 tháng 2, lực lượng công an tỉnh Hậu Giang bắt giữ Luân, Nhân và những người của hai nhóm trên. Ngoài ra, công an còn bắt giữ một người khác có hành vi giúp sức cất giấu hung khí. Tập đoàn Phúc Sơn làm ăn ra sao trước khi chủ tịch bị bắt? Ông Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để làm rõ hành vi giả mạo khai gian để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gây thiệt hại tài sản nhà nước. Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn có trụ sở chính tại thôn Phúc Lập, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Tại thời điểm năm 2010, tập đoàn Phúc Sơn có vốn điều lệ là 130 tỷ đồng. Đến năm 2015, công ty đã tăng vốn lên 1.500 tỷ đồng chỉ sau hai đợt tăng vốn. Đến tháng 2 năm 2017, vốn điều lệ của Phúc Sơn tiếp tục tăng lên 2.000 tỷ đồng. Tập đoàn Phúc Sơn được biết đến khi làm chủ đầu tư hàng loạt dự án nghìn tỷ. Bên cạnh là chủ đầu tư dự án khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. Ngoài bất động sản, tập đoàn Phúc Sơn còn tham gia một số dự án lớn dưới cương vị là nhà thầu xây dựng. Trong đó, dự án lớn nhất mà tập đoàn này từng thi công là dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, Quảng Ngãi, có tổng chiều dài thi công là 8.783m, tổng vốn đầu tư hơn 999 tỷ đồng. Tập đoàn Phúc Sơn của ông Nguyễn Văn Hậu còn thực hiện dự án BT Sân bay Nha Trang cũ. Kết quả kinh doanh của tập đoàn Phúc Sơn ở giai đoạn năm 2017-2021 giảm rất mạnh doanh thu tuần của tập đoàn giảm từ 468 tỷ đồng về còn 77,6 tỷ đồng. Năm 2017 là năm tập đoàn này có lợi nhuận sau thuế ở mức tỷ đồng khi đạt 37,6 tỷ. Bước sang năm 2018-2019, lợi nhuận sau thuế lần lượt chỉ 200 triệu đồng và 80 triệu đồng. Đáng chú ý, năm 2020 và 2021, lợi nhuận thuần tập đoàn âm lần lượt là 17 tỷ đồng và gần 18 tỷ đồng. Quy mô tài sản của tập đoàn Phúc Sơn lại giữ ở mức cao và tăng rất nhanh trong giai đoạn năm 2017-2021 từ 2.785 tỷ đồng lên 7.587 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tới cuối năm 2021 là 1.896 tỷ đồng. Xét xử lại vụ án bắn nhau trước quán karaoke XO làm 4 người thương vong Ngày 27 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang sẽ đưa ra xét xử vụ bắn nhau làm một người chết, ba người bị thương trước quán karaoke XO. Theo cáo trạng, do có bầu thuẫn cá nhân nên Thạch Trung Nghĩa và Dương Minh Nhật hẹn nhau tại quán karaoke XO ở xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho để giải quyết. Khoảng 0 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 3 năm 2021, Nghĩa và Nguyễn Thanh Triều, biệt danh Triều Điên, cùng với Thạch Minh Quân, Lương Văn Hòa, Trần Quang Quốc Bảo, Huỳnh Ngọc Định và Nguyễn Hải An hát karaoke tại lầu 1 của quán karaoke XO. Lúc này, Nguyễn Thanh Hải biệt danh Hải Bạch, Nhật cùng Nguyễn Tấn Anh Quốc và năm người khác đến quán karaoke XO và xảy ra xô xát, đánh bắn nhau với nhóm của Triều Điên. Khi cả hai nhóm xông ra phía trước quán karaoke, Triều Bảo dùng súng bắn vào nhóm của Hải Bạch, Hải Bạch cũng dùng súng bắn lại nhóm Triều. Triều bắn trúng tay Quốc gây thương tích, sau đó bỏ chạy thì nhóm Hải Bạch cầm hung khí rượt đuổi. Nhóm Hải Bạch đuổi được một đoạn thì Hải Bạch bị triều bắn gục và tử vong sau đó. Ngày 12 tháng 5 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Triều chung thân về tội giết người, 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hình phạt là chung thân. 21 bị cáo còn lại lãnh mức án từ 2 năm đến 7 năm tù về các tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Sau khi tòa sơ thẩm tuyên án, bạn bè của các bị cáo tiếp tục nổ súng bắn nhau trước trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang. Tài xế riêng của cựu trưởng trạm cảnh sát giao thông Suối Tre móc nối làm cò hối lộ. Ngày 26 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm cò môi giới hối lộ, lấy tiền tỷ để bảo kê cho xe quá tải qua trạm cảnh sát giao thông Suối Tre, thành phố Long Khánh, Đồng Nai, đáng chú ý trong nhóm này có bị can trần quang tân tài xế riêng của cựu trưởng trạm cảnh sát giao thông suối tre cùng bị truy tố với tân về tội môi giới hối lộ là các bị can trương công quang nguyễn đăng khoa đặng văn úc trần thị diệu hoa nguyễn văn hậu ngô văn đạm lê bảo ngọc lê bảo ngọc hoàng thị việt hà hoàng hiệp hoàng thanh sĩ tạ thị thu trà bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cáo trạng, trạm cảnh sát giao thông Suối Tre thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A, đoạn từ km số 1851 500, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đến km số 1771, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, giáp ranh tỉnh Bình Thuận và quốc lộ 56, đoạn từ km số 01, xã Xuân Tân, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Đến km số 17, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, giáp ranh tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Từ khoảng tháng 1 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022, Trương Công Quang đã cấu kết nhóm người trên thu tiền của các chủ xe, lái xe vi phạm luật giao thông đường bộ, tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng, 2.216 lượt giao dịch chuyển khoản. Nhóm đối tượng này thỏa thuận bảo kê, làm luật, đưa tiền cho Trần Quang Tân hối lộ cảnh sát giao thông để bỏ qua, không kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính xe vi phạm. Ngày 30 tháng 9 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ khẩn cấp Trần Quang Tân, Trương Công Quang, Đặng Văn Úc, Nguyễn Văn Hậu để điều tra. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai mở rộng vụ án và xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022, cùng phương thức, thủ đoạn tương tự, Nguyễn Đăng Khoa đã nhận tiền của nhiều đối tượng, là chủ xe và lái xe, tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Ngày 30 tháng 9 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Đăng Khoa để điều tra. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai còn xác định hai nhóm tội phạm có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người là chủ xe, lái xe, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. thăm hỏi 4 cán bộ chiến sĩ bị thương khi ngăn học viên cai nghiện ở Sóc Trăng bỏ trốn. Ngày 26 tháng 2, Đại tá Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên 4 cán bộ chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ ngăn học viên cai nghiện bỏ trốn, gồm Trung tá Lê Văn Hưng, Phó trưởng Công an phường 5, thành phố Sóc Trăng, cùng 3 hạ sĩ thuộc phòng cảnh sát cơ động là Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Thanh Toàn và Nguyễn Khắc Huy. Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng, Đại tá Trần Văn Hòa đã biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của 4 cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời ân cần hỏi thăm, động viên các cán bộ chiến sĩ yên tâm điều trị, nhanh chóng phục hồi, ổn định sức khỏe để trở về đơn vị tiếp tục công tác. Theo Công an tỉnh Sóc Trăng, vào chiều ngày 24 tháng 2, Công an thành phố Sóc Trăng và phòng cảnh sát cơ động phối hợp với lực lượng chức năng đến làm việc giải quyết vụ xô xát đánh nhau do mâu thuẫn giữa các học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng. Trong quá trình làm việc, một số học viên đã kích động các học viên khác chống đối, phá cửa phòng ở, đập phá đồ đạc, đánh cán bộ quản lý và lực lượng thi hành nhiệm vụ. Trong lúc làm nhiệm vụ, bốn cán bộ chiến sĩ đã bị đa chấn thương vùng mặt, tay, lưng, tay và chân. Lực lượng đã kịp thời hỗ trợ đưa những nạn nhân này đến bệnh viện để điều trị. Như đã thông tin, vụ 191 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn đồng loạt đã nhanh nhóm từ trưa 24 tháng 2. Lúc này, nhóm học viên khoảng 20 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, hàng chục học viên phá cửa phòng, sau đó mang hung khí đến đập phá một số phòng quản lý, cổng cơ sở rồi chạy ra ngoài, tản ra theo những con đường nhỏ, ruộng lúa để bỏ trốn. Thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở có 419 học viên, đa số là nam. Đến sáng ngày 26 tháng 2 đã có 94 học viên được đưa trở lại, trong đó có 8 học viên được gia đình đưa trở lại cơ sở, 26 học viên đến công an địa phương trình diện, số còn lại là bị bắt. Ngang nhiên mở khu du lịch nghìn mét vuông giữa rừng hải phân. Khu du lịch đồi cầu Hải Vân trên rừng Hải Vân thuộc địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng luôn tấp nập khách trong những ngày qua, nhất là dịp cuối tuần. Khu du lịch không bán vé, nhưng người dân khách muốn vào chơi, chụp ảnh thì phải mua đồ uống. Tại quầy bán đồ uống được chủ cơ sở treo bảng ghi giá các thức uống với mức 35.000 đồng một đồ uống hoặc mì tôm ly đối với ngày thường. Riêng hai ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật mức giá 45.000 đồng một thức uống hoặc mì tôm ly. Vào bên trong, Cả quả đồi rộng hàng nghìn mét vuông thuộc rừng Hải Vân được chủ đầu tư lắp đặt bố trí rất nhiều sập gỗ, dựng leo, xích đu, các tiểu cảnh và một số cầu gỗ dẫn lên những tảng đá lớn nằm trên ven giữa đồi để phục vụ người dân, du khách chụp ảnh. Từ dưới chân lên đến đỉnh núi, chủ đầu tư xây dựng lối đi bậc thang bằng gỗ và gạch lát nền với chiều dài cả trăm mét. Đáng nói một số cây cầu gỗ này không có hệ thống lan can nên sẽ rất nguy hiểm nếu người dân du khách bất cẩn. Liên quan những sai phạm của khu du lịch đồi cừu Hải Vân, ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc cho biết, đây là khu du lịch hoạt động trái phép. Theo ông Hoàng, từ khi khu du lịch này manh nha hình thành và mở cửa đón khách, chính quyền địa phương đã kiểm tra và xử lý, nhưng chủ cơ sở vẫn dùng nhiều cách thức, chiêu trò để hoạt động. Gần nhất trong năm 2023, chính quyền địa phương đã hai lần xử lý, nhưng sau lực lượng rút đi thì chủ cơ sở lại tiếp tục hoạt động. Liên quan sự việc, ông Hoàng Thanh Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Diễu cho biết, ông đã nắm thông tin và chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc kiểm tra xử lý, báo cáo trong thời gian tới. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.